Alo mọi người, giờ thì mình phải chạy lên khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An á. Thì phải đi lấy một cái rất đặc biệt. Mình lấy xong rồi, giờ thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem này nè. Thôi, ở đây thì mình thấy không được an toàn lắm. Mình sẽ đi đây ghé vào một quán cà phê nào đó, mình sẽ cho các bạn xem nhé. Bọn mình đâu ta? Sau khi ăn no thì mình đi lấy tiền thôi. Ăn cơm xong rồi không có uống nước thì mình ghé qua quán cà phê uống nước. Với lại quán này mình có gì thấy cái gì đó rất đặc biệt. Hay nói mình muốn ghé cái quán này rất là lâu rồi. Quán cà phê nhưng mà mình vẫn nghĩ lại là không dám lấy ra, tại vì này nó quan trọng với mình lắm. Và đây là cái mà mình đi nhận hôm nay này, thẻ từ Sacombank. Mình không hề mất một cái khoản chi phí nào hết các bạn. Đó, hôm nay để lấy miễn phí đó. Và mình cũng kết thúc video tại đây luôn, và các bạn nhớ cho mình một like và nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye.